Trong đây Bồ Đạt Già La thứ nhất, vì không thông loại, vì các căn như tín, chỉ một vị sở duyên chỉ quán. Ở nơi chút phần đế sát, pháp nhẫn chuyển, trái với tướng đầy nên biết là Bồ Đạt Già La thứ hai. Lại nữa, có ba chủng biên trí hiện quán, do tu tập kia nên kiến được thánh tịnh. Một, năng thuận sanh vô lậu trí. Hai, vô lậu trí. Ba, vô lậu trí do tương tục trí. Thứ nhất là trí nhiếp thuộc pháp thế gian bậc nhất. Thứ hai, trụ ở kia năng đoạn trừ tất cả phiền não kiến sở đoạn. Thứ ba, đã đoạn phiền não về sau tương tục giải thoát trí. Nếu trụ trong trí ấy được gọi là đã nhập chánh tánh ly sanh, siêu vượt dị sanh địa nhưng chưa đắc quả dự lưu. Tuy chưa nhanh chóng chứng đắc trí giải thoát thứ ba quả dự lưu, nhưng ở khoảng trung gian trụ sát na, nếu chưa chứng đắc trọn không chết yểu, từ đây dụng công không gián đoạn, chỉ trong thời gian ngắn tất chứng trí thứ ba, trụ trong vị đầy, ví như thật hiện kiến cảnh sở trì nên gọi là kiến thành tịnh. Tuy nhiên vẫn còn hoặc sót thừa nên không phải thiện thành tịnh. Nếu ở nơi trí đầy nhiều tu tập sẽ thành A-la-hán, lìa trói buộc của tất cả phiền não nên gọi là thiện thành tịnh. Lại nên biết ba tướng đoạn không sót thừa. Một, do không hiện hành. Hai, do cõi giới. Ba, do sự. Do không hiện hành, tức phiền não chuyển sanh khởi mà không nhiễm đắm. Tùy chưa vĩnh viễn đoạn diệt, nhưng do lớp lớp tu tập các thiện pháp nên dần bỏ xa chúng. Các phiền não chuyển không hiện hành trở lại. Do giới, đó là ba giới nên biết như trước. Do sự, có hai sự. Một, sự phiền não. Hai, sự khổ. Lại ở nơi an lạc lợi ích tùy chuyển theo các phẩm địa hệ buộc trong năm cõi giới nên có công đức thủ thắng tịch tịnh vi diệu cho đến niết bàn là sai biệt cuối cùng. Lại ở trong tất cả sự nương giữ đều xả bỏ tổn hại cha mẹ. Lại ở trung hữu sành hữu hậu hữu không sành trở lại. Như thử lớp ấy nên biết gọi là không có tương tục, không nắm giữ, không sành khỏi. Lại ở ba phẩm do ba chủ ngôn làm chướng ngại nên kiến lập ba kiết sai biệt. Một, vì chưa phát khởi hướng đến, đó là những kẻ tại gia. Hai, tuy đã phát khởi hướng đến mà thiết lập tà, đó là những kẻ xuất gia trong pháp ác, thuyết tỷ nại gia. Ba, không chánh hành trong chánh pháp, đó là những kẻ xuất gia trong pháp thiện, thuyết tỷ nại gia. Lại, hành giả hành thú hướng nghịch lưu giải thoát khỏi đường ác, thành tựu hai chủng. Quyết định giải thoát. Một, quyết định giải thoát phiền não. Hai, quyết định giải thoát hậu hữu. Do nhân duyên đầy nên gọi là dự lưu cho đến nói rộng. Lại nếu chứng đắc quả A-la-hán trước ở vị an trụ học điểm, ở trong các hành đã không chấp thọ ngã và ngã sở, về sau ở nơi các lậu đều được giải thoát. Lại do cùng tương ưng với bốn chủng nghĩa nên biết gọi là tướng A-la-hán. Một, vì việc mình đã rốt ráo nên làm việc có nghĩa lợi cho người. Hai, vì đắc nghĩa tự lợi khắp viên mãn tất cả nghĩa đạo lý. Ba, vì nhân hành vị lai đã vĩnh viễn đoạn diệt nên trong chứng nghĩa hiện pháp lạc trú. 4. Vì tương ứng nghĩa vượt qua hữu học địa nhập phù học địa. Lại nữa, ngu có 5 vị. Nếu chuyển trong 5 vị đầy, tức thuộc trong số ngu phù, những gì là 5? 1. Không đạt được tuệ câu sanh. 2. Không đạt được tuệ duyên sanh do được nghe âm thanh của người. 3. Không đạt được thánh tuệ trần thật. 4. Bị sự trói buộc của ngu si chuyển. 5. Bị sự theo đuổi trói buộc của ngu si tùy miên. Lại có 4 chủng kế chấp hư vọng của luận ngã. 1. Tuyên thuyết các hành chính là ngã. 2. Tuyên thuyết ngã có các hành. 3. Tuyên thuyết các hành thuộc ngã. 4. Tuyên thuyết ngã ở trong hành. Do hai nhân truyền luận ngã kế chấp hư vọng tạo tác ca tạp nhiễm. 1. Do chấp trước các ngoại đạo tuy cầu giải thoát mà bị kia làm chướng ngại nên là tất cả chủng không thể thành tựu. 2. Do tùy miên các kẻ nội pháp đắm trước cảnh giới, tùy miên đây chỉ tạm thời làm chướng ngại mà không phải rốt ráo làm chướng. Lại nữa, hoặc có ngã kiến hoặc không ngã kiến, cùng duyên các hành làm sự cảnh gọi là đồng phận. Nếu ở sự kia, nghĩa chấp thủ tà, chấp thủ tránh, nhiễm ô thành tịnh riêng khác gọi là không đồng phận. Lại do 4 tướng, nơi sự sở duyên chấp trước, dấu hút tích tà lực tăng thượng, năng khiến ngã kiến gây tạo các tạp nhiễm. 1. Do nhân duyên. 2. Do tự tánh. 3. Do quả. 4. Do đẳng lưu. Do nhân duyên bao gồm 2 ngu si. 1. Ở nơi các sự việc mà ngu si. 2. Ở nơi kiến mà ngu si. Ở nơi các sự việc mà ngu si, sự ngu đây do trước nghe theo pháp tà sau khởi ngã kiến. Ở nơi kiến mà ngu si, tức vì ngu kiến, ở nơi kiến tương ưng, các vô minh xúc sanh khởi thọ.
hư vọng kế chấp cho là ngã, do đây làm duyên hằng làm chỗ đuổi theo của ngã ái, lại do đây nên thường ở nơi ngã kiến không thể xả ly. Do tự tánh là chỗ nhiếp thọ của hai nhân duyên, tùy theo đó mà quan sát thảy, ở nơi tùy miên kia không thể xa lìa. Do quả, vì lấy hữu thân kiến kia làm chỗ nương nên không thể xa lìa tùy miên ngã và mạn. Do hai tùy miên được tăng thượng, năng dẫn đường lai khiến khởi các căn. Do kia lãnh nạp hai thọ lạc và khổ, nhân đây càng phát khởi cái chấp ngã ngã sở, chẳng như lý tư duy tương ưng với ý lời phân biệt. Nói phân biệt tức là có sự lãnh thọ ngã và ngã sở. Do đẳng lưu, do lực nhân đời trước nắm giữ, tức trùng tử kiến chuyển chuyển đuổi theo ý, sau có ý giới. Do lực nhân duyên tích tập từ trước nên có được đầy đủ, tức ở nơi như vậy sau có ý, trong có vô minh chủng và vô minh giới, chính là hai chủng tử đuổi theo ý sở duyên pháp giới. Do kia đời trước đường pháp ác thuyết và ác tỉnh lại ra mà sanh khởi phân biệt, lấy hữu thần kiến làm chỗ nương nên hành tích tập thành giới. Do giới đây lực tăng thượng nên phát khởi đồng sanh hữu thần kiến. Ở trong pháp thiện thuyết tỉnh lại ra, kiến đây cũng lại hiện hành năng làm chướng ngại. Lại thức ở nơi kiến đây, do hai chủng tướng nên có sáu truyền hiện hành. Một, do đời khởi kế chấp, ta ở quá khứ là từng có chăng, là từng không chăng, cho đến nói rộng nên biết như trước. Hai, do mạng, cho là ta là hơn, cho đến nói rộng, kẻ kia ở nơi tất cả điều ấy không thấy không biết như thật. Do nhân duyên đây kia không như chánh lý, phát khởi tà quán. Lại vị mình có ba chủng, nghe âm của người mà như lý tác ý là vị mình thứ nhất, đã năng chứng nhập chánh tánh ly sanh là vị mình thứ hai, tâm thiện giải thoát quả a la hán là vị mình thứ ba. Vị vô minh lại có hai chủng trước và sau, vị tùy miên là trước, vị các vị triền là sau. Lại trong phạm vi kiến tu sở đoạn có khác nên biết đây gọi là sai biệt của vô minh thứ hai. Lại nữa, sau đây thuyết về Thế Tôn đương thánh giáo mình vì muốn hiển bày thiện mà phát khởi thuyết, nương tà giáo người vì muốn hiển bày lỗi lầm của ác thuyết mà tự có sở thuyết. Về sau, người kết tập lại ở trong pháp môn xưng là Thế Tôn Ốt Đà Nam Thuyết. Do hai nhân duyên pháp luật thiện thuyết được gọi là phát khởi quả rộng lớn, lợi ích rộng lớn. Pháp luật ác thuyết hư vọng không có kết quả. Một, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại ra, vĩnh viễn lìa tất cả chủng khổ khả đắc, đó là ba chủng tánh khổ. Hai, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các kiết khả đắc, đó là hạ phần kiết và thượng phần kiết. Trong pháp ác thuyết tỉ nại ra, bởi những kẻ kia nương hữu thần kiến nên hai việc như vậy đều không thể có được. Người nương thần kiến ở nơi các hành tâm nhàm chán khổ khổ, vì mong cầu lạc làm chỗ nương để phát khởi tư duy thắng giải, nguyện ở tương lai không có khổ ngã, ngã không có khổ, hoặc là đã đoạn tức nhân khổ kia và quả sẽ có kia đều đoạn trừ. Ở đời vị lai vì hai chủng tướng mà phát sanh thắng giải, đó là khổ vị lai sẽ lìa nơi ngã và ngã vị lai sẽ không có khổ. Do bốn chủng hành tướng vui đoạn trừ làm chỗ nương như vậy, ly dục dục giới, sanh sở tịnh lự, thứ lớp cho đến ở phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc định hoặc sanh. Do nhân duyên đây siêu vượt khổ khổ nhưng chưa năng đoạn hạ phần các kiếp, vì chưa đoạn kia nên biết chưa vĩnh viễn siêu vượt khổ khổ. Đối với việc đoạn trừ hai khổ là hoại khổ và hành khổ, còn không sanh vui muốn hà huống năng đoạn. Do người kia chưa tùy thuận đoạn nên biết đối với các kiết thuận thượng phần cũng chưa năng đoạn. Người trụ nội pháp lúc ban đầu tu quán, tuy ở dục giới chưa đắc ly dục vì hữu tỉnh vượt hơn, mà ở nơi ba khổ thâm tâm chán lìa nương lạc đoạn dục, ở trong các hành dụng vô ngã kiến làm chỗ nương phát sanh thắng giải như vậy, nguyện ở vị lai không ba khổ ngã, ngã không có ba khổ. Người kia ban đầu tu tập hành như vậy nên ở nơi các dục dục giới mà được xa lìa, vĩnh viễn đoạn khổ khổ, lại sanh khởi thắng giải như trước, sẽ không khổ ngã, ngã sẽ không khổ. Người hành như vậy nên rốt ráo giải thoát khỏi khổ khổ, cũng vĩnh viễn vượt qua các kiết thuận hạ phần. Tức ở đạo đầy thứ lớp tiến tu cho đến đằng đắc quả A-la-hán, nếu các ngu phu lấy hữu thần kiến làm chỗ nương, đối với việc vĩnh viễn vượt qua hài khổ là hoại khổ, hành khổ, và vĩnh viễn đoạn diệt tất cả kiết thuận thượng phần, tức là ngã sẽ không, đáng lẽ không nên sợ mà lại vọng sành hãi sợ,
nên đối việc đây còn không khỏi vui muốn, hà huống sẽ năng đoạn trừ. Lại ở xứ đây do hai nhân duyên không nên sành hãi sợ, vì chỉ có tâm trụ bốn thức trụ có chuyển có nhiễm, vì chỉ có tâm đoạn trừ bốn thức trụ không chuyển không nhiễm, lại có bốn y là sắc thọ tưởng hành, lại có bốn thủ là ở dục kiến giới cấm ngã ngữ sở hữu dục tham, lại có hai duyên hoặc sở duyên hoặc năng duyên, lại có sáu thức nhãn thức, lại có hai thức trụ, trụ phiền não truyền và trụ phiền não tùy miên. Trong đây do lực của các thủ tăng thượng dụng không như lý phân biệt làm tiền dẫn. Lại do ba nhân duyên, một do ngã, ngã sở nắm giữ cảnh giới hít tà, hai do duyên nắm giữ tự tướng cảnh giới, ba do nương cả hai điều trên, do ba chủng đầy khiến các thức chuyển và khiến nhiễm ô. Lại do ba chủng, một vì ở hiện pháp hướng đến tập đế, hai vì duyên khổ vị lai ngã sẽ như vậy, như vậy ái, ba vì nhân trước phát sanh khổ hiện tại mà trụ ở đó. Lại do ba chủng, một do hướng đến vị lạc, hai do duyên vị khổ, ba do an trụ vị không khổ không lạc. Lại do ba chủng, một vì hướng đến đời vị lai, hai vì duyên đời quá khứ, ba vì trụ đời hiện tại. Lại do ba chủng, một do ái hậu hữu hướng đến hậu hữu, hai do ái hỷ lạc kia duyên cảnh giới vị lai, ba do ái đồng hành hỷ tham trụ cảnh giới hiện tại đã hết được. Lại do ba chủng, một do thân hệ buộc tham dục hướng đến thuận theo sự việc của chỗ tham, hai do thân hệ buộc sân khỏe duyên sự việc của chỗ ấy, ba do thân hệ buộc hai chủng là giới cấm thủ và thật chấp thủ đây chỗ nơi hai sự việc của chỗ ấy. Ốt Đà Nam nói, nhân quả và thọ, đời ái và buộc, hỷ ái thấm nhuần nên biết như trước, tức như nhân các hành đã tuyên thuyết. Lại tới khi thứ kia chuyển như vậy ở hai xứ sanh đến, nên biết kiết sanh tương tục tăng rộng, một ở hữu sắc, hai ở vô sắc. Ở hữu sắc xứ nương trung hữu mà có đến đi, ở trong vô sắc xứ chỉ có hữu, tùy theo đó mà sanh, trụ tương tục ở hai xứ ấy cho đến thọ tận nên gọi là trụ. Nên biết người trong dục giới trụ đầy có ba phần vị, lúc mới nhập thai, lúc thức tốt nhuận, thay phần đầy đủ, lúc ra khỏi thai, nên biết đây lại có ba sai biệt như thứ lớp là dục sắc và vô sắc. Nếu có người chối bỏ thuyết đường thức lưu chuyển của Như Lai mà nói lời đây, ta sẽ thị thuyết tác thuyết riêng khác, nên biết chỗ thị thuyết của người đây nơi văn có khác mà nơi nghĩa không khác, duy chỉ có ngôn sự. Nếu người có trí thấy nơi văn khác trước bảo là đạo lý, sao bạn hỏi chỗ thị thuyết của ông sai khác thế nào? Kẻ kia lúc bấy giờ mở mịt không rõ. Nếu vào lúc sau kia tự thấu đạt quán xét, đối với điều thiết lập trước kia quay lại như lý quán đế, chỗ danh mở tối không hiểu rõ. Do ngu muội đầy tự nhận biết ta xưa vô trí đã thọ chỉ như vậy là ác không phải thiện. Lại có 10 sắc gọi là sắc giới, lại có 6 chủng là thọ giới, tưởng giới và hành giới. Lại ở ba vị nên biết giải thoát khỏi các thức phiền não. Một, vì ở nơi các hành thấy sầu quá hoạn, đang khiến để bỏ xa dần các triển. Hai, vì ở trong kiến địa, các tùy miên hệ buộc của tất cả ngoại đạo đều vĩnh viễn đoạn diệt. Ba, vì nương tu đạo mà được rốt ráo. Lại các ngoại đạo kế chấp hư vọng vào tất cả nơi sanh đến, đó là các chủ của cõi trời, như đại tự tại và vô lượng phẩm loại chúng sanh ở đó. Đối với tất cả xứ sanh đến mà vui sanh kia, gọi là thân hệ buộc tham. Đối với người trong các kiếp phần pháp khác mà tăng thêm ganh ghét, đó là thân hệ buộc sân. Do hai duyên, một nương tà nguyện mà tu phạm hạnh, hai đối với đồng phạm hạnh trong pháp khả lạc mà khởi ganh ghét chống trái, nên ở nơi tăng thượng giới học năng bị tạp nhiễm. Nên biết tức do giới cấm thủ kiềm, nên ở nơi tăng thượng tâm học năng bị tạp nhiễm. Do thân hệ buộc thật chấp thủ, nên ở nơi tăng thượng tuệ học năng bị tạp nhiễm. Bốn pháp như vậy hiện diện trong sắc thân, danh thân hướng đến an lập trong sự sở duyên khiến tâm bị hệ phược nên gọi là thân hệ buộc. Lại vì kia ở tại ý địa, vì ý phân biệt, vì ý tương ưng, vì ý tùy miên, vì ý nhiễm ô gọi là ý sở thành. Lại kề đoạn, đó là duyên cảnh kia đề đoạn các phiền não, nhưng đây không phải sở duyên kia, vì ở cảnh kia hiểu biết không điền đảo. Lại chủng thức hậu hữu được sự thấu nhiếp giữ gìn của các nghiệp phiền não hậu hữu, nên biết ở nơi sự nương tựa đầy mà kiến lập, vì kia không có, nên lý thú ba chủng sai biệt, sanh trưởng rộng lớn,
Ở đường lai như trước đã nói, tất cả thể đều tận diệt. Lại tước do kia không trụ thức, nên phần nhân phần quả không sanh trưởng trở lại, chỉ nhiếp vào các đạo mà được sanh trưởng. Lại kia lấy không giải thoát môn làm chỗ nương, gọi là không sở vi. Lấy vô nguyện giải thoát môn làm chỗ nương, gọi là vui đủ. Lấy vô tướng giải thoát môn làm chỗ nương, gọi là an trụ. Vì ở nơi kia vui thích lớp lớp tu tập, nên thành tựu thiện giải thoát. Vì tất cả tùy miên vĩnh viễn diệt tận, nên tâm thiện giải thoát. Như vậy từ đây về sau, đợi đắc hàng trụ, đi chỗ các hàng hành mà không hãi sợ, đã đắc các uẩn nhậm vận diệt, nhân xót thừa được đoạn trừ khiến không sành trở lại. Do thức hữu lậu kia đã vĩnh viễn diệt, nên các mười phương đều không chỗ đi đến, chỉ trừ như bóng các thọ và cây thức, uẩn thức kia như đèn đều quy về tịch diệt. Và trong hữu dư niết bàn dưới, nương đoạn chuyển ban đầu gọi là tịch tĩnh, nương đoạn thứ hai gọi là thanh lương, nương đoạn thứ ba gọi là tĩnh lặng. Lại do ba duyên thức hướng đến thức trụ đều không chỗ có. Một, do tự nhiên không phải nhiễm ô. Hai, do không còn lại nhiễm ô. Ba, do trợ bạn của thức không còn. Lại nữa, Út Đà Nam nói: chi đoạn thật hiển rõ hành duyên giáo, không gì sánh bốn chủng chúng hữu tình, bốn đạo năm rốt giáo. Những người tu đoạn được có năm chi nhiếp thọ đoạn, đang ở nơi các hành như thật hiển rõ. Một, do thân xa lìa. Hai, do tâm xa lìa. Ba, do phẩm chỉ tàm mà địa. Bốn, do phẩm quán tàm mà địa. Năm, do thường thuận theo thực hành. Lại nữa, như phần nhiếp dị môn đã thuyết, có 12 chủng như thật hiển rõ tướng hành. Vì lắng nghe thủ thiện thủ ác riêng biệt, vì hiện lượng tỷ lượng chánh giáo cảnh giới, vì tự tướng cộng tướng, vì tánh như sở hữu tánh tận sở hữu, vì nhập kiến địa cứu cánh địa. Lại nữa, được có 4 chủng sự sở duyên như thật hiển rõ đạo lý hành tướng trí. Một, dị sanh trụ nội pháp bỗng nhiên bị cuốn theo cảnh nên sanh khởi thọ. Nếu không như thật biết lực tăng thượng, năng khiến các hành lưu chuyển tạp nhiễm. Nếu như thật biết, năng khiến thành tịnh. Hai, có dị sanh tại gia ở trong sở y hậu hữu mà sanh vui mừng. Nếu không như thật biết lực tăng thượng, năng khiến các hành lưu chuyển tạp nhiễm. Nếu như thật biết, năng khiến thành tịnh. Ba, có các ngoại đạo ở trong sự vui thích hư vọng phân biệt, định sanh hỷ ái làm chỗ nương. Nếu không như thật biết lực tăng thượng, năng khiến các hành lưu chuyển tạp nhiễm. Nếu như thật biết, năng khiến thành tịnh. Bốn, có bậc hữu học trụ nội pháp, nương nơi các căn cảnh và khởi vọng niệm và hành xót thừa. Nếu không như thật biết lực tăng thượng, tức bị lưu chuyển tạp nhiễm. Nếu đã đoạn xót thừa, tức được thành tịnh. Trong tất cả phẩm đầy, các phẩm thành tịnh đều trụ nội pháp, như vậy gọi là bốn sự sở duyên. Lại do ba nhân duyên như lai sở thuyết chánh giáo không gì sánh xứng. Một, vì tuyên thuyết giáo pháp bất cộng, trong đầy tuyên thuyết hoặc hướng đến hữu thân tập hành, tức là hướng đến khổ tập hành, hoặc hướng đến hữu thân diệt hành, tức là hướng đến khổ diệt hành. Hai, vì tuyên thuyết giáo pháp không điển đảo, như thuyết lời, đầy chân thật có. Ba, vì tuyên thuyết giáo pháp tự giác, như thuyết lời, ta như thật biết. Lại có ba chủng các hành lưu chuyển sai biệt. Một, thân, là nghĩa nơi trốn an đạt các hữu tình nơi nhiễm trước. Hai, thế gian, là nghĩa nơi nhiễm trước bại hoại. Ba, hữu, là nghĩa nhiễm trước lại thêm các sự sanh. Lại chúng hữu tình kia lược có 4 chủng. Những gì là 4? Một, một hướng an trụ nghiệp quả khả ái, tức ở nơi quả đầy mê đắm thọ dụng, như sanh ở cõi trời truyền hành phóng dật. Hai, một hướng chuyển nhân, đó là hoặc sa môn hoặc bà la môn mong cầu kia. Ba, các chúng hữu tình phùi bát niết bàn. Bốn, các chủng loại hỗn tạp, hoặc trụ nơi quả đắng trước thọ dụng, hoặc phùi nhiếp thọ quả ái đường lai, hoặc mọi thời tu từ lương niết bàn xà lìa phóng dật. Ở trong ba chủng hữu tình trước, tùy chỗ thích hợp nên biết là tập diệt của thế gian và tập diệt của hữu thân. Ở trong chủng hữu tình thứ tư nên biết tập kia diệt kia của hữu thân hướng đến đạo sai biệt. Lại nữa, nương hai chủng đạo nên biết thi thiết 4 chủng hành tướng. Hai chủng đạo tức là nương kiến đạo và nương tu đạo. 4 chủng hành tướng. Một, hành tướng nên biết khắp. Hai, hành tướng nên vĩnh viễn đoạn diệt. Ba, hành tướng nên tác chứng. Bốn, hành tướng nên tu tập. 4 chủng như vậy. Ba, nương kiến đạo, một nương tu đạo. Khi nhập kiến đạo và hiện quán đế, năng biết khắp khổ, đoạn một phần tập, chứng một phần diệt. Ở kia một phần năng đoạn trừ
chứng đắc, tức là ở trong tu đạo. Vì cầu đoạn trừ không sót và chứng đắc nên như đạo đã được mà xin tu tập. Như vậy vì nhân tu tập các tư trạch đạo và tu đạo nên vĩnh viễn đoạn tập còn lại, chứng đắc diệt còn lại. Lại nữa, để chứng đắc được rốt ráo như vậy nên biết do năm chủng tướng mới được rốt ráo. Những gì là năm? Một, vì đã chứng đắc khổ và nhân khổ tận dứt không sót thừa. Hai, vì không làm tất cả nghĩa lợi thà, tất cả nghĩa tự lợi đều viên mãn. Ba, vì chứng đắc sẽ rốt ráo đoạn và trí. Bốn, vì năng rốt ráo nhập thánh niết bàn. Năm, vì đã được nhập rồi, năng an trụ thánh vị. Ở tướng thứ nhất có đoạn tiệt bốn chủng sai biệt là ái để biết như trước. Ở tướng thứ hai có sở hữu sai biệt của A-la-hán tận các lậu nên biết như trước. Ở tướng thứ ba có sẽ rốt ráo đến cứu cánh, vì tất cả sự hành thảy đều đoạn trừ. Có sẽ rốt ráo vô cấu, vì sẽ rốt ráo đoạn tất cả phiền não. Có sẽ rốt ráo phạm hạnh lấy làm biên sau, vì đã đạt được trong việc đối trị kia. Ở hành tướng thứ tư, thí như ở thế gian đủ năm chủng tướng gọi là nhập cung thành, tùy khuyết một chủng không được gọi là nhập. Như vậy cần đủ năm chủng tướng kia nên biết gọi là nhập cung thành niết bàn. Những gì gọi là đủ năm tướng thế gian? Một, mở cổng thành. Hai, vượt qua hào thành mà không rơi xuống nước. Ba, sành khởi kiên quyết mà vượt qua. Bốn, đã vượt qua hào thành tiến đến mở toàn cửa cung. Năm, không còn là sự hy vọng của mình, của người nữa mà cầm cờ chiến thắng tiến thẳng vào trong cung. Như vậy là nhập cung không các chướng ngại. Nhập cung niết bàn cũng thế. Trước đoạn năm thuận hạ phần kiết như mở cổng kia, kế đến khởi tưởng hãi sợ hầm sâu vô minh nên đoạn không sót thừa trụ nơi niết bàn, như vượt qua hào thành mà không bị rơi xuống. Vì vượt qua hữu thân năng đến bờ kia, vì năng nhậm trí thần tối hậu như kiên quyết mà vượt qua, gần nhập vô dư ý niết bàn giới, như tiến sát phá cửa cùng, đã hát đoạn hữu ái ở nơi các cảnh không sanh ái trở lại, ở khắp tất cả không khởi kiều mạn, như vậy mà nhập niết bàn. Như chẳng còn là sự hy vọng của mình, của người, mà quyết chắc cầm cờ chiến thắng tiến thẳng vào trong cung. Như trước đã thuyết năm chủng nhân duyên nhập cung nên biết niết bàn cũng vậy, lại đã nhập rồi do hai chủng tướng an trụ, thánh trụ, một do hành, hai do trụ. Do hành là chân chánh do biết ba tướng, một vì bất cộng, tức vĩnh viễn đoạn trừ năm thuận hạ phần kiết, ở trong các dục sẽ rốt ráo lì dục, ở ngày xưa ấy mà du hành. Hai, vì vô nhiễm, tức ở nơi sáu hàng trụ thường nhiếp thọ. Ba, vì chân chánh nương tựa những vật ngoại thân, tức đối với một phần pháp, chỗ gọi là voi ác, ngựa ác, suy nghĩ chọn lựa xa lìa. Đối với một phần pháp, chỗ gọi là y phục áo quần, suy nghĩ chọn lựa gần gũi. Như vậy ở nơi hành đã thiện thành tịnh rồi, lại do năm tướng nên tránh rõ biết ở nơi trụ. Một, hoặc do đầy mà trụ, tức do tâm bất động mà an trụ giải thoát. Hai, hoặc đầy làm nương, đối với một phản pháp năng tư duy phân tích khiển trừ, như dòng ruồi du hành khắp nơi là nhân duyên khiến thần tâm uể oải mệt nhọc. Đối với một phản pháp tư duy phân tích nhẫn thọ như lạnh nóng, đây gọi là làm nương. Ba, hoặc do đầy lìa hệ buộc, ba chủng tạp nhiễm là kiến tạp nhiễm, ái tạp nhiễm và tầm từ tạp nhiễm. Do lìa hệ buộc của kiến tạp nhiễm nên ở trong hậu hữu tâm không động lầy. Do lìa hệ buộc của ái tạp nhiễm nên ở các cảnh giới không bị trì trạng lưu tán. Do lìa hệ buộc của tầm từ tạp nhiễm nên chỉ tầm từ thiện, không có bất thiện. Như vậy gọi là do đây lìa hệ buộc. Bốn, hoặc đây làm nương, tức được bốn chủng tịnh lực vô động tạp mà địa hiện pháp an trụ lạc trú bậc nhất, gọi là đây gọi là làm nương. Năm, hoặc do đây tương ưng, do vô học tâm thiện giải thoát và tuệ thiện giải thoát cùng tương ưng. Lại người lìa ái không sanh trở lại thân thứ hai, vì đối với niết bàn không còn thú chuyển, vì chóng chứng vô thượng viên mãn đức. Do năm tướng đây nên biết an trụ viên mãn, an trụ đệ nhất trụ. Lại nữa Út Đà Nam nói, lược chung hai phẩm có ba khác, thắng giải đoạn lưu chuyển tánh hữu, bất thiện thành tịnh, thiện thanh tịnh, thầy thiện thuyết, ác thuyết sai khác. Được do ba sứ tổng nhiếp tất cả phẩm hắc và phẩm bạch. Một, do chỗ biết khắp pháp là khổ đế tập đế nên biết đầy tổng nhiếp tất cả phẩm hắc. Hai, do biết khắp là diệt đế nên biết đầy nhiếp một phần phẩm bạch. Ba, do biết khắp thành tựu là bồ đạc già la và đạo đế. Bồ đạc già la tuy là giả có nên biết cũng nhiếp thuộc phẩm bạch.
Đây các thánh đệ tử Như Lai tất đều khéo léo nơi thế tục đế và thẳng nghĩa đế. Đường hai đạo lý như thật tùy quán đều không thể ký. Đó là Như Lai diệt rồi về sau, hoặc có hoặc không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. Đây đều không thể nắm lấy, cũng chẳng thể ký. Vì cớ sao? Nếu đều nương thắng nghĩa thì kia hoàn toàn không thể đắc, huống là Như Lai diệt rồi về sau, hoặc có hoặc không. Nếu nương thế tục, tức đối với các hành nếu giả lập Như Lai, tức là đối với Niết Bàn, nếu đối với các hành thì Như Lai diệt rồi về sau không có một hành lưu chuyển khả đắc. Bây giờ xứ nào giả lập Như Lai, đã không Như Lai sao gọi là có không? Nếu đối với Niết Bàn, Niết Bàn chỉ là chỗ hiền không hành, tuyệt các hí luận tự bên trong trường đắc. Vì nếu tuyệt hí luận mà thi thiết là có thì không đúng đạo lý, cũng lại không nên thi thiết chẳng phải có, cũng trở nên tổn hoại, hủy chê thi thiết diệu có Niết Bàn tịch tĩnh. Lại, Niết Bàn đây vì rất khó biết, vì rất vi tế nên gọi là thẳm sâu. Vì là chỗ hiện đoạn trừ trùng trùng các phiền, các hành phiền não, chẳng phải một, nên gọi là quảng đại, là chỗ không thể dùng hiện lượng, tỷ lượng và chánh giáo lượng để so lường, nên gọi là vô lượng. Lại nữa, do bà nhân duyên nội cánh phát khổ và ngoại cánh phát khổ có sự sai biệt. Một, vật cánh phát, hai, chỗ cánh phát, ba, thỏi cánh phát. Đó là ngoại cánh phát nhiếp thuộc một phần sắc, hoặc bó lúa hoặc bó củi, hoặc chủng loại khác là vật gánh vác. Ngũ phù thì lấy tất cả các hành là vật gánh vác. Lại ngoại gánh vác thuộc tại thân vai, gánh vác là chỗ gánh vác. Ngũ phù lấy tất cả ái uẩn là chỗ gánh vác. Lại ngoại gánh vác chỉ hiện dụng vai gánh vác vật nặng. Ngũ phù dụng tất cả ái uẩn gánh vác vật nặng. Muốn xả vật nặng cần yếu phải trừ uẩn, không có phương tiện khác mà khiến xả bỏ được. Vì chưa thể xả vật nặng, đương lai hằng thường gánh vác vật rất nặng. Vì gánh vác chấp giữ xấu tốt, thấp kém, nhỏ nhoi, yếu mềm, không yên tĩnh. Vì gánh vác vật nặng, trường thời không gián đoạn, cho nên nội gánh vác có ba sự lãnh thọ các khổ như vậy, ngoại thì chẳng vậy. Đây gọi là hai chủng gánh vác sai biệt. Lại do năm chủng tướng trói buộc bên ngoài và trói buộc bên trong của ngũ phù có sự sai khác. Đó là nương trói buộc bên ngoài là sự trói buộc của một phần sắc, hoặc cây, hoặc sắt, hoặc dây. Ngũ phù ấy thì bị các hành trói buộc, lại trói buộc bên ngoài do trói buộc của cái khác trói buộc. Ngũ phù ấy là do sự trói buộc của tự chính nó trói buộc, lại trói buộc bên ngoài kia dễ có thể rõ biết. Vô số nhân duyên trói buộc thì có vô số phương tiện thoát khỏi. Tất cả trói buộc bên trong của ngũ phù khó biết, lại trói buộc bên ngoài kia chết về sau bền không. Trói buộc bên trong của ngũ phù chết, về sau các hành theo đuổi mãi không xả bỏ. Lại trói buộc bên ngoài kia, nếu có xuất ra, năng xả các dục bèn đắc giải thoát. Tất cả oán trả, chẳng thể ngăn ngại. Trói buộc bên trong của ngũ phù, tuy đắc ly dục cho đến hữu đảnh, còn chưa thể thoát, huống chỉ xuất ra. Trong đây ở vị ly dục mà đối với kia không được tự tại. Vị chưa ly dục mà tiền được tự tại, và vị xuất gia chưa thoát khỏi tay mà. Nếu vị tại gia mà tùy muốn mà tạo tác, nếu ở vị chưa ly dục bị sự trói buộc của ma phượng. Do đây đạo thế gian tuy sanh hữu đảnh mà chưa thoát lưới mà. Lại nữa, được do bộ tướng nên biết Như Lai và A-la-hán đã giải thoát đồng phận khác phận. Do một chủng tướng nên gọi là đồng phận, tức là đều giải thoát. Do ba chủng tướng nên gọi là khác phận, vì hiện đẳng giác, vì năng thuyết pháp và vì hành chánh hạnh. Trong đây Như Lai không thầy tự nhiên tu 37 pháp bồ đề phần hiện đẳng chánh giác, đẳng chánh giác rồi khắp đường thắng nghĩa. Nếu ở hiện pháp có thể không thể, hoặc pháp hiện thấy được hoặc pháp không hiện thấy được, nơi tất cả chủng thầy đều liễu đạt, gọi là tự nhiên đẳng giác bồ đề, liễu đạt pháp thắng nghĩa như vậy rồi. Tức ở nơi hai chướng là các tập khí phiền não chướng và sở trì chướng khéo đắc giải thoát, làm thầy giải thoát độc nhất không hai của các chúng trời và thế gian khác, nên biết liễu đạt bốn tướng như vậy, gọi là tự nhiên đẳng giác bồ đề. Do đây không cùng chung với các thành phần, lại nương việc làm nghĩa lợi cho người mà năng thuyết chánh pháp. Do năm chủng tướng nên biết không cùng chung những gì là năm một Như Lai, như thật biết rõ tất cả chủng đạo là đạo, tất cả chủng phi đạo là phi đạo. Hai, đã biết như thật tuyên thuyết là đạo là phi đạo, vì khiến người thú hướng đạo, không thú hướng phi đạo. 3. Nếu có người như đạo đã thuyết mà vui muốn riêng tu hành,
thì khiến kia thực hành nhiếp thọ phương tiện như lý dẫn giác tác ý chánh đạo dùng môn dạy trào mà vì kia tuyên thuyết. 4. Người kia lúc như thánh giáo mà hành, nếu có lỗi lầm làm chướng ngại chỉ quán đều khiến trừ khiển. 5. Nếu có người thuận theo pháp kia đều khiến nhiếp thọ, đây gọi là năng thuyết pháp không đồng phận. Trong đây chánh hạnh không đồng phận đó là thành văn trước nương Như Lai, sau hành chánh hạnh. Phạm Như Lai thì không thiếu chỗ nương, lại kia hành chánh hạnh thành tựu chủng tánh thành văn, mà Phật Như Lai thành tựu tự chủng tánh. Lại thành văn kia hoặc đã thành thục hoặc sẽ thành thục, chẳng phải trong tối hậu hữu thần Bồ Tát khá có được hai hành. Đó là nếu người chưa thục thì kia tùy hành đạo khiến năng thục, đương lai thành thục tương tục. Nếu người đã thục ở hiện pháp kia thành bậc đại sư dạy dẫn như hai chủng đây, như thánh giáo đây, tức như thế hành, nếu tùy hành đạo ở đời sau người kia sẽ chứng niết bàn. Nếu ở hiện pháp thành đại sư dạy dẫn kia đường thân này liền chứng thánh đạo, đạo quả niết bàn, tức vì thánh đạo đây và qua thánh đạo không tổn lạc, gọi là như thật pháp, vì tánh nhiều ích nên gọi là thiện. Lại nữa, ở trong các hành được có hai chủng thắng giải phổ ngã: một, thắng giải văn tư tăng thượng; hai, thắng giải tu chứng tăng thượng. Trong đây thắng giải văn tư tăng thượng năng làm chỗ nương cho thắng giải tu chứng tăng thượng. Các thiện nam tử tịnh tín xuất gia, tuy đối đây đất cực khéo ân trọng đạt đến cũng không nên cho là vui đủ, cần yếu lấy đây làm chỗ nương. Ở trong các hành dần dần tu tập tưởng vô thường, chứng đắc thắng giải vô ngã tăng thượng. Vì khiến kia chứng đắc chuyển thù thắng hơn thì phải xem tu quán thắng giải. Lại nữa, do bốn chủng tướng nên biết các hành có hai chủng đoạn. Những gì là bốn? Một, vì đoạn các triển; hai, vì đoạn tùy miên; ba, vì đoạn tánh nhân các hành hậu hữu; bốn, vì đoạn các hành hạnh nhiễm hiện tại. Bốn chủng như vậy nên biết thuyết chung làm hai chủng đoạn: đoạn phiền não và dùng đoạn sự. Ba tướng trước gọi là đoạn phiền não, một tướng sau gọi là đoạn sự. Lại nữa, ở trong dục giới các hành điều chuyển ở vị trước, giữa, sau được có ba chủng khổ sầu kín. Một, ở thời sanh bị nhốt kín trong thái tạng nên có khổ do ẩn khuất chướng ngăn. Hai, đã sanh ra thời anh nhi trẻ trung nhiều tật bệnh nên khổ. Ba, thời già suy các căn suy yếu có già chết nên khổ. Lại các hành kia lưu chuyển sanh khởi trước giữa sau diệt, tức là ba chủng diệt nên khổ. Lại nữa, có ba tánh hữu vì đoạn kia nên các thánh đệ tử phải tinh cần tu học. Một, nương quá khứ là tánh nhân của hữu, do nhân duyên đầy phát khởi tịnh tín xả bỏ gia đình, hướng đến không gia đình, thấy sầu quá hoạn chán bỏ cao dục. Hai, vì nương vị lai sanh khởi các hành là tánh nhân của hữu. Ba, nương hiện tại chưa đoạn ý lạc tạp nhiễm tánh hữu. Để đoạn ba chủng tánh hữu như vậy cần có ba đoạn: vì không đoái luyến, vì không hân lạc và vì tu tập thành tựu đoạn giới, ly dục giới, diệt giới. Lại nữa, ở trong các hành được có hai chủng quán vô ngã, kiến, lìa, tăng thượng mạng. Những gì là hai? Một, bất thiện thành tịnh; hai, thiện thành tịnh. Sao gọi là bất thiện thanh tịnh? Như có người trụ hạnh viễn ly, đường quán nhẫn các hành tánh vô thường, do trí thế gian mà phát sanh thắng giải tánh vô ngã. Nhân thắng giải đây nên ở nơi nhãn nhận biết sắc cho đến ý nhận biết pháp, thảy đều tùy quan sát. Vì tướng ngã, ngã sở không hiện hành nên gọi là đoạn. Lại năng chế phục bốn ngoại hệ buộc nhiếp lấy ba chủng tham sân si sở hữu, đó là thân hệ buộc tham dục nhiếp tham sở hữu, thân hệ buộc sân khỏe nhiếp sân sở hữu, hai chủng thân hệ buộc còn lại nhiếp si sở hữu. Nên biết trong đầy nghĩa cực uế nhiễm là nghĩa sở hữu, vị trí vô ngã, lìa tăng thượng mạn và tương ứng như lý tăng ý, vì nhiếp định địa. Trí đây do hai nhân duyên bất thiện thành tịnh. Một, ở thời đây, đó là lúc ở vị thú nhập thiện căn thuận phần quyết trạch, có ngã mạn thô, tùy nhập tác ý vi tế hiện hành gián đoạn không gián đoạn mà chuyển. Do nhân duyên đây tác niệm như vậy, ta này ở nơi không năng tu năng chứng, không là ta có, do không đây nên kế chấp ta là hơn. Như không thì vô tướng và vô sở hữu nên biết cũng vậy. Hai, nhân duyên năng khiến pháp kia hiện hành, đó là ở nơi các dụng hoặc thân có thức nhiễm ái. Do ở nơi thức nhiễm ái như vậy mà không biết rõ khắp lực tăng thượng, liền bị sự trôi nổi của các dụng ái thân. Do ý lạc đây nên đối với niết bàn kia không thể thú nhập, tầm trở lại thối thất như trước đã thuyết.
sao gọi là thiện thanh tịnh? Do tám tướng năng biết rõ khắp, vì biết rõ khắp nên trừ các quá mạn, nên biết đây gọi là chân trí vô ngã, cực thiện thanh tịnh, lìa các ngã mạn, lại ở trong đây, vì đã hoại diệt, vì pháp hoại diệt gọi là vô thường, chỗ tập hành các nghiệp phiền não gọi là hữu vi, do nguyện lực xưa mà tích tập thành gọi là sở, gọi là tư sở tạo, vì từ tự trùng tử ngoại duyên hiện tại mà tích tập thành gọi là duyên sanh, vì ở đời vị lai pháp suy lão gọi là pháp tận, pháp chết chìm gọi là pháp chết, vì chưa đến già chết mà bị tật bệnh trùng trùng tai hoạn bức não nên gọi là pháp phá hoại, do nương hiện lượng, vì năng lìa dục, vì năng đoạn diệt gọi là ở hiện pháp đắc pháp ly dục cùng với pháp diệt, trong đây trừ pháp ly dục và pháp diệt, do tướng còn lại được quán sở hữu quá hoạn của ba đời, do tướng còn lại quán ra khỏi kia. Nếu do quá hoạn và ra khỏi như vậy mà biết khắp thức kia gọi là khéo biết khắp, trong tất cả pháp không có tánh ngã gọi là các pháp ấn. Tức pháp ấn đầy bởi theo luận đạo lý pháp vương mà được tạo ra, và các thánh thần không bị não hại, tùy hỷ năng đắc tất cả thánh tài, do đây tự nhiên kết tường an lạc, vượt qua đường dài sanh tử rộng lớn hiểm nạn, cho nên cũng gọi là chúng thánh pháp ấn. Trong đây nên biết do trước gọi là thông đạt trí, do sau gọi là kiến thiện thành tịnh. Lại nữa nên biết do năm chủng tướng ở nơi nội pháp và ngoại pháp, thầy và đệ tử có sự cao thấp sai khác. Một do trụ, hai do điều ngự chúng, ba do luận quyết trạch, bốn do kiến lập khai hóa hiển thị đạo, năm do hạnh. Các thầy và đệ tử ngoại đạo hằng thường trú nơi ồn náo, thầy và đệ tử nội pháp hằng thường trú nơi cực tịch tĩnh, đây gọi là cao thấp sai khác thứ nhất. Lại các thầy ngoại đạo do chúng đệ tử tăng xuất gia của các ngoại đạo tự có hạn lượng gọi là có tăng, do chúng đệ tử tại gia của các ngoại đạo tự có hạn lượng gọi là có chúng, mong muốn tất cả kia ngưỡng mộ tin theo làm thầy nên gọi là các thầy, chúng sanh thuộc loại ngu tin theo cho là đức, cho nên gọi là cùng truy cầu các sắc tốt. Nên biết Như Lai trái với tướng kia, tuy là đại sư vô thượng của tất cả trời và thế gian, được trời người và thế gian đồng suy tôn mà không chỗ mong cầu. Lại khi thầy và đệ tử ngoại đạo cùng hưng khởi luận nghị quyết trạch, phàm có sở thuyết truyền chuyển ý hiểu mỗi mỗi sai khác, tướng không thuận với nhau, càng chuyển càng thêm rối không phải tịnh trí, nên biết nội pháp trái với tướng kia. Lại thầy ngoại đạo dạy các đệ tử nương theo không nhân, nhân không bình đẳng, cùng thi thế kiến lập khai hiển đạo như vậy, nếu lắng nghe pháp bất chánh như vậy là đại quỷ la sát, nhiễu loạn nơi tâm, lại tầm từ bất chánh, tương ứng tác ý phi lý, nơi tâm tán động, lấy đây làm chỗ nương mà ôm lòng hơn thua trách mắng đối với người. Nếu người phản hỏi, liền nóng nảy vội bạo, không tư trạch sâu, phát ngôn từ khinh suất, tự mình ẩn giấu trong không nhân, nhân không bình đẳng gọi là tạp nhiễm, do đề ngủ phù đối với nhân duyên nhiễm kia, hoặc do mình hoặc do người mà không như thật biết, cho nên gọi là ngủ muội. Vì lìa thanh tịnh gọi là không sáng suốt minh bạch, vì đối với nhân thanh tịnh không được thiện xảo gọi là bất thiện. Lại cho đến đối với lời nên sở thuyết, lời như sở thuyết, lời thuyết thị xứ, tất cả như vậy đều không như thật biết, cho nên thuyết kia là không biết lượng, là không biết ruộng, nên biết nội pháp trái với tướng trên. Lại các thầy và đệ tử ngoại đạo tuy có thuyết sai khác, vì sở thuyết không giảm không điên đảo, tuy không trôi nổi tàn mạn, vì sở thuyết không tăng không thêm lên, tuy sở thuyết hết thảy vì nghĩa tương tự, tuy là thuyết pháp vì văn bình đẳng, tuy lại ký biệt pháp và thuận theo pháp, nhưng đối với hít đầu pháp là chỉ là bè đảng, nên biết ở nơi tùy pháp hành pháp chứng đắc nghĩa tự lợi, kẻ kia nếu không phóng giật còn không thể đắc, huống là phóng giật. Do kia không được nghĩa tự lợi như vậy nên biện luận khắc chế phục khinh hủy, kẻ kia lại nhiếp thọ các pháp tà ác, nên biết nội pháp trái với tướng kia, đây gọi là năm chủng cao thấp sai khác. Lại nữa, do bốn chủng tướng nên biết các hành quyết định không phải nhiễm khổ. Lại do bốn tướng quyết định không phải lạc tịnh. Bốn tướng như vậy nương trùng ba sự, những gì là ba? Một, vì nương xứ sanh đến, nói lạc, tức ở đệ tam tịnh lự, lạc đuổi theo, ở trong người có hai chủng. Hỷ lạc khắp, ở sơ và đệ nhị tịnh lự, chưa vĩnh viễn lìa lạc, ở đệ tứ tịnh lự trở lên. Trong đầy khổ, ở ngạ quỷ và bảng sanh,
chỗ tùy khổ ở trong người yêu khổ khắp ở địa ngục, chừa vĩnh viễn lìa khổ ở trong các cõi trời có khổ đuổi theo. Hai, vì nương thọ, nói lạc là thọ vị không khổ không lạc hiện tại tiền, lạc đuổi theo, thọ vị khổ hiện tại tiền, hỷ lạc khắp thọ vị lạc hiện tại tiền, không vĩnh viễn lìa lạc, vì ở tất cả vị nhân lạc tùy chuyển theo, nếu trái với tướng đây nên biết là khổ sai biệt. Ba, vì nương đời, nói lạc tức hành thuận lạc và lạc đã diệt, lạc đuổi theo, có nhân lạc, ở đời vị lai sẽ giành khởi lạc, hỷ lạc khắp ở hiện tại thuận theo xứ lạc, chưa vĩnh viễn lìa lạc, ở quá khứ và vị lai, trái với tướng đây là bốn khổ sai biệt, nên biết như trước.